người chị em đã tử tế ngỏ lời muốn giúp. Vậy sao em lại che giấu những khó khăn và tình trạng thực sự của mình để bảo vệ thể diện, địa vị? Tại sao em lại không thể đơn giản là mở lòng với chị ấy? Em đã cố hết sức để giả vờ và ngụy trang trước mặt chị Lưu. Khi có vấn đề gì em không hiểu, em cố gắng đọc thêm càng nhiều thông tin càng tốt và tự mình giải quyết vấn đề thay vì hỏi chị ấy. Trong bao nhiêu năm tin Đức Chúa Trời, tâm tính bại hoại của em chẳng thay đổi mấy. Và em chưa hề tâm sự với các anh chị em. Tình trạng của em thật thảm hại. Từ lời Đức Chúa Trời em hiểu rằng chỉ có làm người trung thực và thực hành lẽ thật thì con đường em đi mới rộng rãi và sáng sủa hơn. Em chăm tưới người mới trong hội thánh. Vào khoảng tháng 7 năm 2020, do nhu cầu sản xuất video, người phụ trách cắt cử em sang làm video. Lúc đó em thấy rất mừng, nhưng cũng nhận ra mình sẽ gặp nhiều khó khăn và vấn đề khi đảm nhiệm bổn phận mới như vậy, nên em phải học tập, cái gì không biết thì phải hỏi. Phải. Nhưng khi người làm video là chị Lưu bàn giao công tác cho em, chị ấy nói là được giao bổn phận mới, khối lượng công việc thì nhiều nên muốn bàn giao thật nhanh. Em thấy chị ấy không định chờ em nắm rõ hết công tác làm video rồi mới đi. Em không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Công tác này phức tạp quá, liệu mình có thể nhận việc ngay được không? Trước khi nói chuyện xong, chị Lưu đó hỏi em có khó khăn gì không. Em đã định nói ra những bận tâm của mình, nhưng rồi em lại nghĩ mình vừa mới gặp chị ấy, ấn tượng ban đầu rất là quan trọng. Chị ấy đang vội chuyển sang bổn phận mới, mình không được làm ngáng chân chị ấy. Nếu chưa bắt tay vào việc mà mình đã hỏi về các khó khăn, mở miệng đòi hỏi, thì chị ấy sẽ nghĩ sao về mình đây? Chẳng phải chị ấy sẽ nghĩ rằng mình là kẻ ngốc đến tiếp quản công việc, rằng mình không phù hợp với việc này sao? Nên em cố nói ngược ý của mình, em hiểu hết rồi. Để chứng tỏ mình có tố chất và phát hiện được vấn đề, em còn đưa ra vài gợi ý về quy trình công việc mà chị ấy vừa giới thiệu cho em. Em không nói về các khó khăn, vậy có ảnh hưởng công tác không? Có. Lúc đó em cũng có nhận ra rằng em làm vậy là đang dùng các điểm mạnh của mình để che giấu điểm yếu của bản thân. Nếu chị ấy hiểu lầm là em có tố chất tốt và rút ngắn thời gian đào tạo em, lỡ em không học kịp và gây trì hoãn công tác thì sao? Nhưng rồi em nghĩ, dù gì mình cũng lỡ nói rồi, đâu rút lại lời đó được. Nếu sau này có gặp khó khăn, em vẫn có thể hỏi chị ấy mà. Rồi đến ngày hôm sau, chị Lưu nói với em rằng sau này chị Vương sẽ là cộng sự của em trong bổn phận. Chị Lưu nói rằng chị Vương mới làm video chưa được một tháng, nhưng nhờ tiếp thu rất nhanh, nên giờ đây đã có thể tự mình làm bổn phận. Sau đó, khi em thảo luận công việc với chị Vương, chị ấy giải thích quy trình công việc một cách rất chuyên nghiệp, thảo luận cách phân chia nhân sự, cộng tác đủ thứ. Chắc chắn chị ấy nắm rất rõ công việc này. Em biết mình kém năng lực hơn chị Vương, nhưng vì để chị Lưu không nhìn thấy cách biệt rõ ràng về năng lực giữa em và chị Vương, em đã rất cẩn trọng đề phòng mỗi khi gặp mặt hoặc ở gần chị Lưu, lo rằng mình sẽ để lộ các khuyết điểm, gặp vấn đề không giải quyết được. Em liền cố tìm đọc càng nhiều thông tin càng tốt và tự mình giải quyết thay vì đi hỏi chị ấy. Dù đã chăm chỉ dốc sức, nhưng em vẫn tiến bộ chậm. Khi lãnh đạo xem xét công tác, có nhiều chi tiết em không nắm rõ lắm. Chị Vương trả lời gần hết mọi câu hỏi của lãnh đạo. Em rất khủng hoảng, cảm thấy bản thân thật là vô dụng. Chẳng mấy chốc, hơn một tuần nữa đã trôi qua. Vì em không thể tự mình làm việc, nên chị Lưu vẫn chưa thể chuyển sang bắt tay vào bổn phận mới. Chuyện này càng khiến em cảm thấy mất mặt hơn. Vậy em có nghĩ đến chuyện mở lòng với chị Lưu về khó khăn lúc đó của mình không? Phải đó. Nếu nói ra thì chị Lưu sẽ có thể giúp đỡ em kịp thời. Phải. Em có nghĩ tới, nhưng em cũng nghĩ nếu như chị ấy biết rằng em dễ bị khủng hoảng vì không tiếp thu nhanh, hẳn chị ấy sẽ nghĩ rằng vóc dạc của em bé nhỏ, tố chất kém và thiếu năng lực. Trong thời gian đó, em cảm thấy như mình đang trốn trong một cái tủ vậy. Em chẳng muốn ai nhìn ra được tình trạng tồi tệ của mình. Em chỉ muốn nắm bắt, hiểu rõ mọi thứ và bắt tay làm việc trong nhóm càng sớm càng tốt, để chị Lưu có thể đi làm bổn phận mới và em cũng khỏi phải mất mặt khi đối diện với chị ấy mỗi ngày. Nhưng em tiến bộ rất chậm, lại chẳng cảm nhận được
sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời một chút nào. Lòng đau đớn, em đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm. Xin Ngài giúp em hiểu rõ bản thân. Một hôm em đọc được lời này của Ngài. Tâm tính này là tâm tính gì vậy? Khi người ta luôn luôn tạo một vỏ bọc, luôn che đậy bản thân mình, luôn vờ vịt để những người khác đánh giá cao về họ, không nhìn ra những lỗi lầm hay thiếu sót của họ khi họ luôn cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình. Đây là kiêu ngạo, giả tạo và là giả hình. Nó là tâm tính Satan, là điều gì đó tà ác. Bản thân con người là đối tượng của tạo hóa. Những loài thọ tạo có thể đạt được sự toàn năng hay không? Có thể đạt được sự hoàn thiện và có thể đạt được sự hoàn mỹ không? Họ có thể đạt được sự thành thạo trong mọi thứ và hiểu được mọi thứ, có thể nhìn thấu mọi thứ và có khả năng làm mọi thứ không? Không thể. Tuy nhiên, trong con người có những tâm tính bại hoại và một điểm yếu chí mạng. Ngay khi con người học được một kỹ năng hoặc học được một nghề nào đó rồi, thì họ cảm thấy rằng họ có khả năng, rằng họ là người có địa vị và giá trị, là những nhà chuyên môn. Cho dù họ có tầm thường đến đâu, họ đều muốn thể hiện bản thân như một danh nhân hay cao nhân, muốn biến mình thành một nhân vật có chút danh tiếng, khiến người ta nghĩ họ hoàn hảo và hoàn mỹ, không có một khuyết điểm nào. Trong mắt của người khác, họ muốn nổi tiếng, họ muốn quyền lực, họ muốn vĩ đại và trở nên hùng mạnh. Có thể làm bất cứ gì, không có gì họ không thể làm được. Họ cảm thấy nếu họ nhờ người khác giúp đỡ, thì họ sẽ tỏ ra không có khả năng, họ sẽ tỏ ra yếu đuối và thật kém cỏi, và mọi người sẽ coi thường họ. Vì thế, họ luôn muốn giữ vỏ bọc. Một số người khi được yêu cầu làm điều gì đó, thì nói rằng họ biết rất rõ cách làm, trong khi họ thực sự không biết làm. Sau đó, họ bí mật tra cứu và học cách làm điều đó. Nhưng sau khi nghiên cứu vài ngày, họ vẫn không hiểu phải làm thế nào. Khi được hỏi là đang tiến hành đến đâu rồi, họ bèn nói, sắp rồi, sắp rồi. Nhưng trong lòng họ nghĩ, mình vẫn chưa xong, mình không biết gì cả, mình không biết phải làm gì cả. Mình không được để lộ ra, nhất định phải tiếp tục ra vẻ. Không thể để người ta thấy mình yếu kém và thiếu hiểu biết, không thể để họ coi thường mình. Vấn đề này là vấn đề gì vậy? Là địa ngục trần gian khi cố giữ thể diện. Đây là kiểu tâm tính gì vậy? Là kiêu ngạo vô cùng vô tận, là mất hết ý thức. Họ không muốn giống bao người khác, họ không muốn là người tầm thường, họ không muốn là người bình thường. Mà họ muốn là siêu nhân, muốn là một cao nhân, một người đầy năng lực. Đây là vấn đề rất lớn. Đối với những nhược điểm, thiếu sót, ngu dốt, ngu ngốc cũng như sự thiếu hiểu biết trong nhân tính bình thường, thì họ sẽ bưng bít nó, không để cho người khác thấy, rồi tiếp tục tự mình ngụy trang. Amen. 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 Không nhờ Đức Chúa Trời tỏ lộ, em chẳng bao giờ nhận ra việc luôn ngụy trang bản thân chính là tâm tính kiêu ngạo. Phải. Phải. Lời Ngài đã phơi bày chính xác tình trạng của em. Sau khi nhận công việc mới, em chỉ lo tập trung, nghĩ cách để nắm vững công việc càng sớm càng tốt, để mọi người thấy rằng em có tố chất tốt và có năng lực làm việc. Khi tiếp quản công việc, em biết chị Lưu muốn rời đi gấp. Rõ ràng em không thể nắm vững nhiều kỹ năng quy trình trong thời gian ngắn tới vậy. Nhưng em chẳng dám nói, em không nhớ được nhiều như vậy, cho nên em mong chị có thể chỉ dạy cho em thêm mấy ngày. Em thậm chí giở trò và cố ý đưa ra một vài gợi ý với chị Lưu để chứng tỏ mình cũng có tố chất nghiệp vụ. Em không muốn chị Lưu thấy rằng năng lực của em kém hơn chị Vương, nên em đã che đậy, ngụy trang hơn nữa. Và rất cẩn trọng mỗi khi ở gần chị Lưu, vì em sợ sẽ sơ ý để lộ những khuyết điểm của mình. Ngoài ra, em còn cảm thấy đây là thời điểm bàn giao công tác, nên các vị lãnh đạo và các anh chị em đều đang quan sát sự thể hiện của em. Nếu vóc dạc và tố chất thật của em bị bóc mẽ và vạch trần, thì họ sẽ xem thường em. Nếu lãnh đạo thấy em không có tố chất và không thích hợp làm video rồi cách chức em luôn, thì em sẽ rất mất mặt. Nên em không muốn hỏi ai mỗi khi gặp thắc mắc khó khăn. Em luôn che đậy và ngụy trang bản thân, như vậy thì làm sao tiến bộ được? Khi bắt tay vào một bổn phận mới, mọi thứ đều chưa quen thuộc,
Nên nếu có nhiều điều không hiểu thì cũng là chuyện thường. Phải đấy. Hơn nữa, năng lực của em đâu tốt đến vậy. Em nên đặt câu hỏi và học thêm. Vậy mà em lại quá ư kiêu ngạo, muốn chứng tỏ mình tự lo được, xử lý được công việc. Nên em cứ luôn vờ như mình hiểu mọi thứ, ngụy trang bản thân. Chính điều đó cản trở em hiểu những chuyện đáng ra em phải hiểu. Lại còn gây trì hoãn tiến độ việc bàn giao công tác, khiến chị Lưu không thể chuyển sang làm việc mới. Em đã gây ra nhiều tổn hại. Em đã trì hoãn tiến độ công tác mà trong lòng chẳng hề thấy có lỗi. Suốt bấy lâu nay em chỉ lo rằng mọi người sẽ thấy năng lực thực sự của em, lo rằng họ sẽ xem thường em. Em hoàn toàn thiếu lý trí. Phải. Vậy thì sau đó em đã giải quyết tình trạng đó như thế nào? Sau đó, từ lời Đức Chúa Trời, em đã tìm ra một con đường thực hành. Đức Chúa Trời toàn năng phán: ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết bất kỳ vấn đề nào nảy sinh, bất kể nó là vấn đề gì, và tuyệt nhiên không được tự ngụy tạo hoặc mang bộ mặt giả dối đối với người khác. Những thiếu sót của ngươi, những khiếm khuyết của ngươi, những lỗi lầm của ngươi, những tâm tính bại hoại của ngươi, hãy hoàn toàn cởi mở về chúng và thông công về chúng. Đừng giữ chúng trong mình. Học cách cởi mở bản thân là bước đầu tiên hướng đến việc bước vào sự sống. Và đó là trở ngại đầu tiên, là điều khó vượt qua nhất. Một khi ngươi đã vượt qua nó, thì việc bước vào lẽ thật sẽ dễ dàng. Việc thực hiện bước này biểu thị điều gì? Nó có nghĩa là ngươi đang mở lòng mình và phơi bày hết thảy những gì ngươi có, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực. Phơi bày bản thân để người khác và Đức Chúa Trời nhìn thấy. Không giấu giếm Đức Chúa Trời điều gì, không che đậy điều gì, không ngụy tạo, không gian dối và mưu mẹo, cũng như cởi mở và trung thực với người khác. Theo cách này, ngươi sống trong sự sáng, và không chỉ Đức Chúa Trời sẽ dò xét ngươi, mà những người khác cũng sẽ có thể thấy rằng ngươi hành động có nguyên tắc và với một mức độ minh bạch. Ngươi không cần phải sử dụng bất kỳ phương pháp nào để bảo vệ danh tiếng, hình ảnh và địa vị của mình, cũng như không cần phải che đậy hay ngụy trang cho những sai lầm của mình. Ngươi không cần phải bỏ ra những nỗ lực vô ích này. Nếu ngươi có thể buông bỏ những điều này, ngươi sẽ rất thư thái. Ngươi sẽ sống mà không bị gông cùm hoặc đau đớn, và ngươi sẽ sống hoàn toàn trong sự sáng. Học cách cởi mở khi thông công là bước đầu tiên để bước vào sự sống. Tiếp theo, ngươi cần học cách phân tích những suy nghĩ và hành động của mình để xem điều nào sai và điều nào Đức Chúa Trời không thích. Và ngươi cần thay đổi chúng ngay lập tức và điều chỉnh chúng. Mục đích của việc điều chỉnh chúng là gì? Đó là chấp nhận và đón nhận lẽ thật, đồng thời loại bỏ những thứ bên trong ngươi mà thuộc về Satan và thay thế chúng bằng lẽ thật. Trước đây, ngươi đã làm mọi việc theo tâm tính quỷ quyệt của mình, tâm tính điêu ngoa và giả dối. Ngươi đã cảm thấy rằng mình không thể làm được gì nếu không nói dối. Bây giờ, khi ngươi hiểu lẽ thật và khinh miệt cách làm việc của Satan, ngươi không còn hành động theo cách đó nữa. Ngươi hành động với tâm thái trung thực, tâm thái tinh sạch và vâng phục. Nếu ngươi không kiềm chế, nếu ngươi không tỏ vẻ, không giả vờ, không che đậy, nếu ngươi bộc lộ bản thân mình với các anh chị em, không che giấu những ý tưởng và suy nghĩ sâu xa nhất của mình, mà thay vào đó là để cho người khác nhìn thấy thái độ trung thực của ngươi, thì lẽ thật sẽ dần dần bén rễ trong ngươi. Nó sẽ đơm hoa kết trái, nó sẽ mang lại kết quả từng chút một. Nếu lòng ngươi ngày càng trung thực và ngày càng hướng về Đức Chúa Trời, và nếu ngươi biết bảo vệ quyền lợi của nhà Đức Chúa Trời khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, và lương tâm của ngươi cắn dứt
khi ngươi không bảo vệ được những lợi ích này, thì đây là bằng chứng cho thấy lẽ thật đã ảnh hưởng đến ngươi và đã trở thành sự sống của ngươi. Amen. Đọc lời Đức Chúa Trời, em nhận ra rằng nếu như bản thân ta có thiếu sót hay có những tâm tính bại hoại và luôn ngụy trang bản thân để tạo hình tượng sai lầm cho người khác, thì đó chính là xảo quyệt và gian trá, là hành động từ bản tính Satan. Làm vậy chẳng bao giờ bước vào lẽ thật được. Phải đó. Đáng ra em phải phơi bày bản thân, cởi mở nói về cả điểm tốt lẫn các điểm xấu của mình, trung thực với Đức Chúa Trời và mọi người. Lòng em sẽ ngày càng trung thực và sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vấn đề và sai lệch của em cũng có thể được xóa bỏ kịp thời, ngăn em đi theo con đường sai lầm là mưu cầu danh tiếng và địa vị. Phải. Có con đường thực hành rồi, em quyết định mở lòng để nói với chị Lưu về tình trạng của mình. Thật không ngờ chị Lưu bảo rằng sau khi nghe em mở lòng, chị ấy cũng nhận thấy rằng chị chưa làm tròn trách nhiệm, chỉ nghĩ đến chuyện tiếp quản bổn phận mới nên đã không bàn giao cho đàng hoàng. Chị còn nói chờ em hiểu rõ hết rồi thì chị mới đi. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Em rất xúc động khi nghe thấy vậy. Giờ em đã cảm nhận được rằng khi mở lòng và người khác thấy khuyết điểm của mình, thì ta có thể được anh chị em giúp đỡ và hỗ trợ, có thể cộng tác thật tốt với anh chị em trong bổn phận. Và quan trọng hơn nữa là làm việc với thái độ trung thực và vâng phục, sống trước mặt Đức Chúa Trời, có trách nhiệm với ủy thác của Ngài, như vậy mới được Ngài chấp thuận. Amen. Sau đó em thành thực kể với người chị em của mình về mức độ nắm vững công việc của em, và chị ấy đã giúp em rất tận tình, dạy em biết thêm nhiều điều. Em cũng nhận ra lý do khiến em khó mà làm bổn phận đến vậy, là vì em quá vội vã, muốn nắm bắt và nắm vững công tác ngay lập tức để chứng tỏ em có năng lực công tác, khiến em không ưu tiên hợp lý công việc và gây ra trì hoãn. Sau đó em đã phân loại và đặt mức độ ưu tiên cho các công việc để có thể làm việc một cách có mục tiêu và tổ chức. Nhờ vậy em đã sớm làm quen được với công việc. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, thật tốt khi mở lòng và tìm kiếm lẽ thật. Nó giúp ta giải quyết các khó khăn, tìm được cách thực hiện bổn phận. Chính xác. Đúng. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Qua trải nghiệm này, em nếm được vị ngọt của thực hành lẽ thật và làm theo lời Đức Chúa Trời. Em còn thấy được tầm quan trọng của việc có ý định đúng đắn và thái độ trung thực trong bổn phận. Như thế mới được Đức Chúa Trời dẫn dắt và ban phước. Từ đó trở đi, khi gặp phải những khó khăn mà em không hiểu, em chủ động tìm kiếm cùng anh chị em để tìm giải pháp. Thực hành như vậy là tốt. Phải. Thực hành như thế được một thời gian, em cứ tưởng rằng mình đã bớt ham muốn danh tiếng và địa vị, tưởng rằng mình đã đạt được lối vào trong việc thực hành, mở lòng và trung thực. Chẳng mấy chốc, Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh để phơi bày và khiến em thay đổi cách nhìn. Khoảng chừng một tháng sau đó, vì em lại không theo kịp công việc và vì lượng công việc đã giảm nên cần cắt giảm nhân sự, lãnh đạo sắp xếp em quay lại chăm tưới người mới. Em cảm thấy thật là mất mặt. Em chẳng muốn đối diện với các anh chị em từng chăm tưới người mới của mình. Em muốn đổi từ chăm tưới sang giao giảng phúc âm. Nhưng thật không thể thay đổi được quyết định điều em quay về chăm tưới người mới. Còn người em trở nên ỉu xìu, mất hết tinh thần, đầu óc mụ mị, chẳng phấn chấn nổi. Chính vào lúc đó, một người chị em ở gần thấy tình trạng của em không ổn, nên đã gửi một đoạn lời Đức Chúa Trời nói về sự vâng phục và nói chị muốn chat với em. Em liền ngay lập tức cảnh giác. Có phải người chị này đã nhìn ra rằng mình đang ở trong tình trạng xấu? Chị ấy có coi thường khi biết mình bị đẩy khỏi nhóm làm video không? Nếu như chị ấy biết mình đã tiêu cực vì không buông bỏ được thể diện, liệu chị ấy có nghĩ mình tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà chẳng có thực tế của lẽ thật? Chị ấy có nghĩ mình không mưu cầu lẽ thật? Vậy nên em đã lịch sự bao biện cho mình. Hiện tại công tác làm video đã xong, sớm muộn em cũng sẽ được chuyển đi. Lần này chị Châu cũng được chuyển về lại rồi. Em nhắc đến chị Châu vì chị ấy vốn là người phụ trách công tác chăm tưới. Nếu chị ấy quay về thì em về cũng là chuyện bình thường. Sau khi nghe em nói vậy, người chị đó không hỏi thêm gì nữa. Em tự nhủ lòng rằng vào thời điểm khó khăn như thế này, em không được yếu đuối, em phải mạnh mẽ, tích cực thực hiện bổn phận, để cho mọi người nhìn thấy em không phiền chuyện bị điều chuyển và thấy em vẫn có thể vâng phục. Em đã cố hết sức để ngụy trang và giả vờ mạnh mẽ, nhưng thật ra
em khổ sở và khủng hoảng. Nhiều lúc nghĩ đến việc từ chối sự giúp đỡ của chị kia, em thấy rất hối hận. Chị ấy tử tế muốn giúp, tại sao mình lại từ chối để bảo vệ hình tượng của bản thân chứ? Tại sao mình không thể đơn giản là mở lòng với chị ấy? Phải đó. Sau đó, một người chị em gửi em lời này của Đức Chúa Trời và lời Ngài đã giúp em thấy rõ tình trạng của mình. Đức Chúa Trời toàn năng phán: những con người bại hoại rất giỏi ngụy trang. Không cần biết họ làm gì hay thể hiện sự bại hoại gì, họ luôn phải ngụy trang bản thân mình. Nếu có vấn đề gì không ổn hoặc họ làm sai điều gì đó, họ muốn đổ lỗi cho người khác. Công trạng cho những việc tốt đẹp thì họ muốn về phần mình, còn tội lỗi cho những thứ tồi tệ thì họ đẩy cho người khác. Chẳng phải có rất nhiều sự ngụy trang như thế này diễn ra trong đời thực sao? Có quá nhiều. Mắc sai phạm hay ngụy trang, điều nào trong số này liên quan đến tâm tính? Sự ngụy trang là một vấn đề về tâm tính. Nó liên quan đến một tâm tính kiêu ngạo, tà ác và phản bội. Nó bị người khác khinh thường và bị Đức Chúa Trời khinh thường. Vấn đề với sự ngụy trang là gì? Trên thực tế, khi ngươi ngụy trang bản thân mình, mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngươi thì nghĩ rằng người khác không nhìn thấy điều đó, và ngươi cố gắng hết sức để tranh luận và biện minh cho bản thân nhằm giữ thể diện và khiến mọi người nghĩ ngươi không làm gì sai. Chẳng phải điều này là ngu ngốc sao? Những người khác nghĩ gì về điều này? Họ cảm thấy như thế nào? Phát ốm và ghê tởm. Nếu khi đã phạm sai lầm, ngươi có thể xử lý nó một cách đúng đắn và có thể cho phép mọi người khác nói về nó, thảo luận, phân định và thoải mái đánh giá nó, và có thể cởi mở về nó cũng như phân tích nó, quan điểm của mọi người về ngươi sẽ như thế nào? Họ sẽ nói ngươi là một người trung thực bởi lòng ngươi rộng mở với Đức Chúa Trời. Thông qua những hành động và cách cư xử của ngươi, họ sẽ có thể nhìn thấy lòng ngươi. Nhưng nếu ngươi cố gắng ngụy trang hay lừa dối mọi người sẽ đánh giá thấp ngươi và nói rằng ngươi là một kẻ ngốc nghếch, một kẻ kém khôn ngoan. Nếu ngươi không cố gắng và giả vờ hoặc bao biện, nếu ngươi có thể thừa nhận sai phạm của mình, mọi người sẽ nói ngươi trung thực và khôn ngoan. Và điều gì khiến ngươi khôn ngoan? Ai cũng mắc sai phạm, mọi người đều có lỗi và khuyết điểm. Và thực ra, tất cả mọi người đều có cùng tâm tính bại hoại. Đừng nghĩ bản thân mình cao quý, hoàn hảo và tử tế hơn những người khác. Điều đó hoàn toàn vô lý. Một khi những tâm tính bại hoại của con người và bản chất cũng như bộ mặt thật của sự bại hoại của con người đã rõ ràng với người, người sẽ không cố gắng che đậy những sai phạm của riêng mình, cũng như không vặn vẹo người khác khi họ mắc sai phạm, mà sẽ đối mặt với cả hai một cách chính xác. Chỉ khi đó, ngươi mới sáng suốt và không làm những điều ngu ngốc, là điều sẽ khiến ngươi trở thành người khôn ngoan. Những người không khôn ngoan đều là người ngu ngốc, và họ luôn chỉ chăm chăm vào những sai phạm nhỏ nhặt của mình, trong khi lén lút phía sau. Thật kinh tởm khi nhìn thấy như vậy. Trên thực tế, những gì ngươi đang làm là rõ ràng tức thì đối với những người khác. Ấy thế mà ngươi vẫn ngang nhiên giả vờ. Đối với những người khác, nó trông giống như một trò hề. Chẳng phải điều này ngu ngốc sao? Nó thực sự là ngu ngốc. Những người ngu ngốc không có bất kỳ sự khôn ngoan nào. Cho dù nghe bao nhiêu bài giảng, họ vẫn không hiểu lẽ thật hoặc thấy được bản chất thực sự của bất cứ điều gì. Họ luôn kiêu ngạo, nghĩ rằng mình khác với mọi người khác và mình đáng kính hơn. Đây là sự kiêu ngạo
và tự nên công chính. Đây là sự ngu xuẩn. Amen. Amen. Em chính là kẻ ngốc, bị phơi bày trong lời Đức Chúa Trời, lúc nào cũng thể hiện trước mặt người khác như một tên hề. Thời gian đó, chỉ vì việc bị điều chuyển, mà em nghĩ mình bị mất danh tiếng, địa vị nên hiểu lầm và tiêu cực. Có người chị muốn giúp em, nhưng em đã không mở lòng để cùng chị ấy tìm lẽ thật để giải quyết các vấn đề và khó khăn. Thay vào đó, em cứ cẩn trọng đề phòng. Em nghi ngờ rằng chị ấy nhìn ra em tiêu cực và bất tuân, nên em cố nghĩ cách che đậy sự yếu đuối của mình, nói giảm nói tránh mọi việc. Em thực sự quá xảo trá. Dù em đã lừa được người chị em đó, giữ được hình tượng và địa vị của mình, nhưng em cũng vì thế mà đánh mất sự hỗ trợ và giúp đỡ từ chị ấy. Phải đó. Tình trạng tiêu cực của em không được hóa giải kịp thời nên em sống trong tăm tối đau khổ. Chẳng phải là ngu ngốc sao? Em đã tự chuốc lấy điều đó, đáng bị chịu khổ. Trong bao nhiêu năm tin Đức Chúa Trời, tâm tính bại hoại của em chẳng thay đổi mấy. Mỗi khi liên quan đến hình tượng hay địa vị là em lại bất giác che đậy và ngụy trang bản thân. Em không bao giờ tâm sự với anh chị em. Mỗi một ngày trôi qua, em đều sống trong tăm tối chẳng khác gì tù nhân của Satan, khổ sở yếu đuối không thể thoát ra. Tình trạng của em thật thảm hại. Trong lòng em liên tục cầu nguyện Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời, con luôn ngụy trang bản thân để giành được sự ngưỡng mộ, giờ sống trong đau khổ. Xin Ngài giúp con và dẫn dắt con để con hiểu mình và căm ghét bản thân, cũng như thật tâm ăn năn thay đổi. Amen. Rồi một ngày nọ, em đọc được lời Đức Chúa Trời phơi bày những kẻ địch lại đấng Christ. Đức Chúa Trời toàn năng phán: bất kể bối cảnh, bất kể đang thực hiện bổn phận gì, thì kẻ địch lại đấng Christ cũng sẽ cố gắng và tạo ấn tượng rằng chúng không yếu đuối, rằng chúng luôn mạnh mẽ, đầy tự tin, không bao giờ tiêu cực. Chúng không bao giờ tỏ lộ vóc dạc thực sự hoặc thái độ thực sự của chúng đối với Đức Chúa Trời. Trên thực tế, trong sâu thẳm lòng chúng, chúng có thực sự tin rằng không có việc gì chúng không thể làm được không? Chúng thực sự tin rằng chúng không có yếu kém, tiêu cực, không bộc lộ sự bại hoại sao? Tuyệt đối không. Chúng giỏi giả vờ, giỏi che giấu các sự việc. Chúng thích cho mọi người thấy mặt mạnh và đáng kính trọng của chúng. Chúng không muốn mọi người nhìn thấy mặt yếu kém và chân thật của chúng. Mục đích của chúng rất rõ ràng, rất đơn giản. Đó là giữ thể diện, bảo vệ vị trí mà chúng có trong lòng mọi người. Chúng nghĩ rằng nếu chúng công khai trước người khác về sự tiêu cực và yếu kém của bản thân, nếu chúng tỏ lộ khía cạnh phản nghịch và bại hoại của chúng, thì đây sẽ là sự tổn hại nghiêm trọng cho địa vị và danh tiếng của chúng, rắc rối hơn mức cần thiết. Vì vậy, chúng thà giấu đi sự yếu đuối, phản nghịch và tiêu cực của mình. Và nếu đến một ngày nào đó mọi người nhìn thấy khía cạnh yếu đuối và phản nghịch của chúng, khi chúng thấy rằng chúng bại hoại và chưa hề thay đổi, chúng sẽ tiếp tục giả vờ. Chúng nghĩ rằng nếu chúng thừa nhận mình có tâm tính đồi bại, là một người bình thường, một kẻ nhỏ bé và tầm thường, thì chúng sẽ mất vị trí trong lòng mọi người. Chúng sẽ mất đi sự tôn sùng và ngưỡng vọng của mọi người, và do đó sẽ hoàn toàn thất bại. Và vì vậy, dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng cũng sẽ không đơn thuần mở lòng với mọi người. Dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng cũng sẽ không trao quyền lực và địa vị của mình cho bất kỳ ai khác. Thay vào đó, chúng cố gắng hết sức có thể để cạnh tranh và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng không bao giờ tỏ lộ những nhược điểm của mình với các anh chị em, cũng như không bao giờ thừa nhận khuyết điểm và thiếu kém của bản thân. Thay vào đó, chúng cố gắng hết sức để che đậy bản thân. Mọi người hỏi chúng: bạn đã tin vào Đức Chúa Trời trong nhiều năm,
bạn đã bao giờ có bất kỳ nghi ngờ gì về Đức Chúa Trời chưa? Chúng trả lời, chưa. Khi chúng được hỏi, bạn đã tin Đức Chúa Trời trong suốt những năm nay, bạn đã dâng phó rất nhiều và dành trọn bản thân mình, bạn có bao giờ hối tiếc không? Chúng trả lời, không. Khi bạn ốm đau và khổ sở, bạn có nhớ nhà không? Và chúng trả lời, không bao giờ. Vậy, người thấy đấy, những kẻ địch lại Đấng Christ tự miêu tả mình là người trung thành, có ý chí mạnh mẽ, có thể từ bỏ và dâng mình, là người hoàn hảo thuần túy và không có bất kỳ lỗi lầm hay vấn đề nào. Nếu ai đó chỉ ra sự bại hoại và những thiếu kém của chúng, đối xử bình đẳng với chúng như một người anh em hay chị em bình thường, cởi mở và thông công với chúng, thì chúng xử sự với vấn đề này như thế nào? Chúng cố gắng hết sức để bào chữa và biện minh cho bản thân, để chứng minh là chúng đúng, và cuối cùng là làm cho người ta thấy rằng chúng không có vấn đề gì cả, và rằng chúng vẫn là người hoàn hảo, người thuộc linh mà mọi người nghĩ. Tất cả không phải là một sự giả dạng sao? Bất cứ ai nghĩ rằng mình là người hoàn hảo và đầy quyền năng thì chỉ đang giả dạng. Tại sao ta nói chúng chỉ đang giả dạng? Tại sao ta lại quy chụp bọn chúng như vậy? Người nghĩ có bất kỳ ai hoàn hảo không? Có ai đầy quyền năng không? Đầy quyền năng nghĩa là gì? Nó có nghĩa là toàn năng không? Có bất kỳ ai trong thế giới vũ trụ này là người đầy quyền năng không? Không. Tuyệt đối không có. Chỉ có Đức Chúa Trời là đầy quyền năng, và chỉ có Đức Chúa Trời là toàn năng. Vậy con người là gì nếu họ tự cho mình là đầy quyền năng và toàn năng? Chúng là ma quỷ, chúng là thiên sứ trưởng, và chúng là những kẻ địch lại Đấng Christ ở giữa con người. Những kẻ địch lại Đấng Christ giả vờ rằng chúng đầy quyền năng, rằng chúng hoàn hảo. Amen. Đọc lời Đức Chúa Trời, em thấy đau buồn vô cùng. Những kẻ địch lại Đấng Christ dùng đủ các thủ đoạn ngụy trang dối trá để giữ vị trí và hình tượng trong lòng mọi người, lừa dối và mê hoặc mọi người, khiến họ thấy chúng có vẻ hoàn hảo và có thuộc linh, không bao giờ bị yếu đuối hay thể hiện sự bại hoại. Chúng làm thế để chiếm giữ vị trí trong lòng người, khiến cho họ ngưỡng mộ chúng. Phải. Hành vi của em cho thấy em giống hệt kẻ địch lại Đấng Christ. Em luôn giả vờ và ngụy trang trong lời nói việc làm. Khi làm video, em không mở lòng tìm kiếm khi gặp thắc mắc khó khăn, mà thà để cho công tác bị trì hoãn, hòng giữ địa vị và hình tượng. Khi bị điều chuyển đi, em sợ người chị kia sẽ biết em bị đẩy đi vì kỹ năng quá yếu kém, nên em viện cớ để che đậy tình trạng tiêu cực của mình. Nói với ngụ ý rằng em bị điều chuyển là vì họ đang cần em làm công tác chăm tưới. Thủ đoạn của em thật đáng khinh và tà ác. Em cũng suy ngẫm lại, biết bao nhiêu lần trước đây, mỗi khi gặp phải khó khăn hay là gặp phải tình trạng tiêu cực đến đâu, em đều hiếm khi thổ lộ vì sợ bị xem thường. Mà những lúc thực sự có thổ lộ thì cũng chỉ nói cho có. Em chỉ luôn nói về việc thực hành tích cực của mình, để người khác nghĩ em có vóc dạc, biết thực hành lẽ thật khi hiểu ra. Em cố hết sức để giữ vững hình tượng và địa vị của mình trong lòng họ. Lời nói việc làm đều luôn ngụy trang giả vờ. Khi gặp thất bại và thụt lùi, em phải thể hiện rằng mình có vóc dạc hơn người để mọi người ngưỡng mộ em. Những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị khai trừ khỏi nhà Đức Chúa Trời. Nhiều người trong số bọn họ thường hay nói những câu chữ giáo điều và hô hào khẩu hiệu. Ngụy trang làm người sốt sắng mưu cầu lẽ thật, như thể họ không bị Satan làm bại hoại. Dù họ được ngưỡng mộ và tôn sùng nhất thời, nhưng cuối cùng vì bản chất chán ghét, khinh miệt lẽ thật, làm nhiều việc ác nên bị vạch trần và loại bỏ bởi Đức Chúa Trời. Ngài không dung thứ những kẻ xúc phạm tâm tính Ngài. Đức Chúa Trời lên án những kẻ giả hình này. Ngài không cứu rỗi những kẻ như vậy. Phải.
nếu em không chịu mưu cầu lẽ thật và luôn ngụy trang bản thân dựa trên tâm tính Satan của mình, thì không chỉ tổn hại đến sự sống của em, mà còn bị Đức Chúa Trời vạch trần và loại bỏ. Phải. Không có em thông công, chị thật sự không nhận ra rằng hậu quả của ngụy trang bản thân lại nghiêm trọng đến vậy. Phải. Lúc đó, em nhận ra mình đang ở trong tình trạng rất là nguy hiểm. Em thật không muốn làm kẻ giả hình nữa. Em chỉ muốn ăn năn, thay đổi bản thân. Amen. Những ngày sau đó em liên tục tìm những lời của Đức Chúa Trời liên quan đến chuyện mưu cầu danh tiếng địa vị và liên quan đến việc làm người trung thực. Em tìm được một đoạn nói rằng: cho dù có điều gì xảy ra, nếu ngươi không nói dối và là người trung thực, thì ngươi phải gạt bỏ niềm kiêu hãnh và phù phiếm của mình. Không hiểu gì đó thì nói không hiểu. Có điều gì chưa rõ thì nói là chưa rõ. Đừng sợ bị đánh giá thấp hay coi thường. Nếu ngươi luôn nói từ trái tim và nói chân thật, lòng ngươi sẽ có niềm vui và sự bình an, tự do, tự tại, không còn bị điều khiển bởi sự phù phiếm và kiêu hãnh. Thái độ trung thực có nghĩa là dù tương tác với ai, ngươi đều có thể bày tỏ những gì trong lòng mình. Ngươi có thể trải lòng và không bao giờ vờ vịt khi ngươi không hiểu gì đó. Ngươi nên làm gì nếu đôi khi mọi người coi thường ngươi và nói ngươi ngu ngốc chỉ vì ngươi nói sự thật? Hãy nói: ngay cả khi tất cả các người đều nói rằng tôi thật ngu ngốc, tôi cũng sẽ trung thực. Tôi sẽ không quỷ quyệt, tôi sẽ nói thật. Và mặc dù tôi không là gì trước Đức Chúa Trời, tôi cũng vẫn sẽ không nói dối, không làm bộ, không giả tạo. Khi nói như vậy, lòng ngươi sẽ bình an và kiên vững. Sống trung thực thì phải gạt bỏ sự phù phiếm và kiêu hãnh. Không sợ bị chế giễu hoặc bị coi thường, bởi vì ngươi nói thật và nói từ trái tim. Nghĩa là không tranh cãi, biện minh khi mọi người đối xử ngươi như tên ngốc. Nếu thực hành lẽ thật theo cách này, ngươi sẽ có thể trở nên trung thực. Amen. 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 Lời Đức Chúa Trời đã cho em con đường thực hành. Dù chúng ta có sự bại hoại hay yếu đuối, hoặc có điều gì đó chúng ta chưa hiểu, và dù cho người khác nghĩ gì, chỉ khi thổ lộ bản thân, tìm kiếm lẽ thật, mưu cầu làm người trung thực, thì ta mới dần thoát được sự kìm kẹp và kiểm soát của tâm tính bại hoại và sống trong tự do giải thoát. Em đã thề với lòng, sẵn sàng thực hành theo lời Đức Chúa Trời và sẵn sàng mưu cầu để làm một người có thể mở lòng. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Khi trở lại chăm tưới người mới, em không muốn ngụy trang bản thân như trước đây mình đã làm nữa. Khi hội họp, em mở lòng và thành thật nói với các anh chị em về tình trạng thật của mình trong thời gian đó. Mặc dù em phải tỏ lộ với mọi người sự thật xấu xí về cách em duy trì hình tượng và địa vị, nhưng ít ra điều đó giúp họ biết được tình trạng thật của em. Khi làm như thế, em cảm thấy như gánh nặng đã được nhấc khỏi tim mình, cảm thấy mình được giải thoát, cũng như nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngoài ra, các anh chị em cũng không hề xem thường em và có thể rút ra bài học từ trải nghiệm này của em. Sau khi biết về tình trạng thật của em, lãnh đạo đã thông công giúp đỡ và hỗ trợ cho em. Từ đó cho em nhận thức được về những nguy cơ và hậu quả của việc mưu cầu danh tiếng, địa vị. Điều đó thật giúp ích cho em rất nhiều. Phải. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Qua trải nghiệm này, em nhận ra rằng mở lòng nói thật không chỉ đơn giản là ra vẻ thành thật, mà là phải thật lòng thực hành lẽ thật. Nó đại diện cho một thái độ ăn năn thật sự trước Đức Chúa Trời. Phải. Đây chính là cách thực hành để tìm con đường sự sáng. Chỉ có làm người trung thực và thực hành lẽ thật, thì con đường đó mới rộng rãi và sáng sủa hơn. Đúng vậy. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời.